Sau đây các bạn vẽ cùng cô tranh cổng trường nhộn nhịp. Để vẽ tranh cổng trường nhộn nhịp, trước tiên các con vẽ cho cô những hình tròn nhỏ làm đầu, phân bố khắp tranh, và tiếp theo vẽ thân, quần áo và những họa tiết nhỏ như khuôn mặt, dáng người. Để dễ được dáng người chuẩn, các con chú ý tỷ lệ của dáng người con nhé. Thân trên bao giờ cũng ngắn hơn phần thân dưới. Các con chú ý, các con chú ý nhìn nét cô vẽ rất chuẩn và chính xác. Khi vẽ nhóm chính xong, chúng mình trang trí luôn cho nhóm chính bằng họa tiết mắt, mũi, miệng. Các con xem quan sát cô làm nhé. Thấy cô đã xong nhóm chính với lét rồi đấy. Và nhóm phụ này cô vẽ luôn cổng trường ở phía sau bằng nét cong và nét thẳng. Cô vẽ tường trường và vẽ cây ở phía sau tường trường. Cô vẽ ngôi trường phía sau, hai bên cô đều cho cây và tường trường các bạn ạ. Tiếp đó cô trang trí cờ neo xung quanh cổng trường và cô ghi tên cho cổng trường các bạn nhé, trường học Hạnh Phúc. Tiếp đó cô trang trí họa tiếp tục là cỏ cây và hoa lá. Sao cho bức tranh thêm phần sinh động, vậy là cô đã vẽ phần nét xong rồi đấy. Tiếp theo cô dùng màu Coco. Các bạn nhớ là tô nhóm chính bao giờ cũng nổi bật nhất, khi sử dụng màu đỏ, hồng, con tô màu theo ý thích của mình. Nhưng chú ý là nhóm chính bao giờ cũng nổi bật này, nổi bật hơn nhóm phụ các con nhé. Khi tô cây các con chú ý là tô cây chuyển màu giúp cô nhé. Tô từ màu xanh đậm này đến màu xanh non, xanh lá, để tạo cho cái cây thêm đẹp các bạn ạ. Khi tô cờ các con nhớ chú ý là các con chú ý tô cờ các màu giúp cô nhé. Con chú ý này, di lèn ngang nhá, tạo cả mặt phẳng nằm ngang nhá. Khi lấy màu lên các con nhớ lấy màu nhẹ thôi nhá, lấy màu nhẹ để tránh này ẩn cái nhóm chính. Vậy là bài của cô gần xong rồi đấy, các con thấy đẹp không? Con đã sẵn sàng làm bài của mình chưa? Cô tin rằng các con sẽ làm bài đẹp như cô đấy. Chúc các con thành công.